Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chủ trì hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng chủ trì có phó thủ tướng trần lưu quang tham dự hội nghị có các phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định nguyễn đức hải các đồng chí bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố hội nghị được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc hội việt nam để cử tri nhân dân theo dõi giám sát phát biểu khai mạc hội nghị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ thời gian qua quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã có nhiều đổi mới đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân nhiều hoạt động đã được thực hiện như xem xét báo cáo hoạt động của hội đồng nhân dân tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội mời đại diện thường trực hội đồng nhân dân tham gia ban soạn thảo các dự án luật nghị quyết dự khán một số phiên họp quan trọng tại các kỳ họp quốc hội đặc biệt thực hiện chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong bài phát biểu kết luận hội nghị tổng kết năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hướng dẫn về quy chế làm việc mẫu của hội đồng nhân dân, nghị quyết liên tịch hướng dẫn về hoạt động tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận sớm ban hành để tổ chức thực hiện. Kính thưa ghi nhận những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Hội đồng Nhân dân trong năm qua, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hội nghị hôm nay sẽ là dịp để các đại biểu đề cao trách nhiệm, nêu bật những đề xuất, kiến nghị xác thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cả hệ thống chính trị phải xác định tinh thần và hành động như trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng, đó là trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo tích cực, kịp thời tháo gỡ điểm ngãn, vướng mắt, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỹ cương thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo quản lý điều hành coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế tạo đột phá để phát triển Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nội Đinh phố Tiến phố Dũng khẳng định, hội nghị sẽ là cơ hội tốt để thành phố, phố Hà Nội lắng nghe và học hỏi kinh phố nghiệm hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, đổi mới vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn để hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục hoạt động thực chất hiệu lực hiệu quả tiếp tục là tiêu biểu cho làn gió tươi mới là điểm sáng hình mẫu trong hoạt động của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố